Thưa quý vị và các bạn, những tội phạm trộm cắp xe máy như ở clip vừa rồi thường xuyên rình rập lợi dụng sơ hở của người dân để trộm cắp xe máy thì chỉ cần mất cảnh giác trong 5 đến 10 giây là tài sản đã không cánh mà bay. Ngay sau đây là những hình ảnh mà camera đã ghi lại trong thời gian gần đây trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong ngõ vắng, chỉ mất 7 giây, đối tượng này phá khóa chiếc xe. Trời mưa, lợi dụng cửa hàng không có bảo vệ, hai đối tượng này chỉ mất có 4 giây để phá khóa. Cá biệt như vụ việc này thì ngay cả khi đường phố vẫn đông người qua lại, kẻ trộm vẫn ngang nhiên thực hiện hành vi trộm cắp. Các thủ đoạn trộm xe thường gặp. 1. Lợi dụng sơ hở. Các đối tượng trộm cắp xe thường ngồi từ xa quan sát quanh khu vực. Khi phát hiện các trường hợp sơ hở không khóa an toàn phương tiện, chúng sẽ thừa thời cơ đánh cắp chiếc xe. 2. Đánh cháo xe. Kẻ gian sẽ đi một xe máy cũ, ít giá trị đến các bãi trông giữ xe gửi vào đó. Chúng quan sát những chiếc xe đắt tiền, rồi sau đó sử dụng phấn hoặc bút viết số vé xe của mình lên đó và dắt xe ra khỏi bãi như bình thường. 3. Nhập vai. Các đối tượng thường đi hai người, chúng thường giả danh là khách mua hàng, vào trò chuyện quan sát và nhận định tình hình, sau đó quay ra thực hiện hành vi trộm cắp. 2. Các đối tượng thường sử dụng rất nhiều loại vam có thể mở khóa các loại xe máy chỉ trong vòng một vài giây. Công năng chủ yếu của vam này là bẩy tung cả ổ khóa hoặc có loại chìa được tôn bằng thép cứng. Khi tra vào ổ, dùng lực mạnh của đòn bẩy có thể phá hết các viên bi ngăn cách để nối điện xe. Vì vậy, người dân nên để xe ở nơi dễ quan sát, khóa cổ, khóa càng xe hoặc khóa xe với vật cố định để kẻ gian gặp khó khăn và mất nhiều thời gian hơn để thực hiện hành vi trộm cắp. 2. Thao tác đóng mở nắp khóa điện, khóa từ thông qua núm xoay gắn trên chìa, tuy rất đơn giản nhưng có thể vô hiệu hóa tất cả các cách phá mở thông thường của các đối tượng trộm cắp. 3. Lắp công tắc bí mật. 4. Lắp báo động chống trộm.